Rồi, hello anh em ha. Sáng ngày 12 tháng 10 ha. Đó, đọc chiều ngày hôm qua thì đọc comment của anh em nói quay cho anh em thêm mấy con gà Mỹ nữa. Thì hôm nay em quay một cặp luôn ha. Mỹ đưa bông nha anh em. Gần 3 tháng. Cặp này thì cha mẹ gà nhập hết nha anh em, hoàn toàn mấy con gà bông là cha mẹ gà nhập hết. Thưởng dáng này không khác gì gà nhập luôn, mai mốt lớn vậy à. Rồi, cặp này thì em để giá là 2 triệu nha, giá trên bao ship cho anh em luôn. Cái này là một cặp trống luôn nha. Lớn nó bông 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 lên cái người nó đẹp lắm. Nhìn lông hình màu sắc nhìn rất là đẹp. Bụng cửa ok ngon lành luôn nha. Ừ. Cái mông này mai mốt là mông lắc nè. Xách nhẹ đi thôi là đẹp. Mặt gọn gàng, bén như con chim luôn nha. Cái comment của anh em là em đọc hết á. Đó. Cái nào mà em thấy trong cái tầm mà khả năng em quay được là em quay liền cho anh em xem liền. Đó. Rồi, con này bông đẹp quá trời đẹp luôn ha. Rồi chào anh em nha.